Thưa quý khán giả và các đồng chí, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dặn dò đối với người lái xe, các chú cần giữ gìn tốt vũ khí trang bị, xe cộ, cần tiết kiệm đạn dược, xăng dầu, cần quý trọng sức của, sức người, của nhân dân. Quán triệt nghiêm tinh thần phải giữ gìn tiết kiệm đó, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn chú trọng lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu xây dựng những hành trình xanh, an toàn trên mọi nẻo đường. Kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn và kiểm tra nhận thức về luật giao thông đường bộ là những yêu cầu thường xuyên và bắt buộc trước khi các lái xe quân sự của Sư đoàn 302 Quân khu 7 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tự kiểm tra để tránh xa tai nạn là phương châm của mỗi người lính lái xe. Còn khi vận chuyển đường dài thì các cung đường chính là những thao trường huấn luyện tốt nhất để nâng cao trình độ lái xe. Chính vì vậy, mỗi xe khi thực hiện nhiệm vụ đều bố trí một lái xe nhiều năm kinh nghiệm kèm cặp một lái xe mới. Với cách làm này, sau mỗi chuyến đi, trình độ kinh nghiệm xử trí tình huống của lái xe được nâng lên rõ rệt. Vận chuyển hành quân theo đội hình thì cần phải làm những gì? Giữ cự ly ra làm sao? Gặp những chướng ngại vật hoặc là vào khu vực dân cư mà đông, phương tiện, lượng phương tiện nhiều thì cần phải xử lý ra làm sao? Nếu có những vấn đề gì hư hỏng hoặc trên táp lô của xe nó báo những cái tín hiệu gì thì chúng tôi cũng chỉ cho những đồng chí lái xe đó biết để kịp thời khắc phục. Được đặt ngay tại cổng của đơn vị, mỗi khi có người và phương tiện đi qua, thiết bị cảm biến sẽ ghi nhận và phát khẩu hiệu tuyên truyền ngắn được thu sẵn như một lời nhắc nhở trước khi tham gia giao thông. Sáng kiến thiết bị tự động tuyên truyền trật tự an toàn giao thông đã được nghiên cứu đưa vào sử dụng và tạo hiệu ứng lan tỏa cao, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ chiến sĩ. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Về cấu tạo của sáng kiến thì rất là đơn giản, là gồm có cái con cảm biến thân nhiệt và cái nút ghi âm và nút điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ và cái bộ chuyển nguồn 220. Người đi qua cổng thì cái thiết bị cảm biến thân nhiệt này nó thu được và nó mã hóa qua cái mạch âm thanh và phát ra loa cái nội dung mà cần tuyên truyền. Tổ kiểm soát quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quen thuộc với mỗi con đường cửa ngõ của thành phố. Đều đặn mỗi tuần, tổ sẽ tuần tra kiểm tra tại các khu vực trọng điểm nhằm duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã kiểm tra trên 1.000 lượt phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Đa số các đồng chí quân nhân khi tham gia giao thông đều chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và lễ tiết pháp phong quân nhân. Việc chấp hành nghiêm luật giao thông, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Riêng đối với hạ sĩ quan chiến sĩ, thường xuyên phối hợp kết hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương và gia đình quân nhân trong thời gian tại ngũ để quản lý, giáo dục chấp hành nghiêm quy định của quân đội về bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi nghỉ phép. Để mỗi chuyến xe lăn bánh an toàn, hành trang mang theo của mỗi người lính ngoài trình độ chuyên môn còn là sự chu đáo cẩn thận trong công tác chuẩn bị, kinh nghiệm và sự tâm huyết với nghề. Mật độ giao thông ngày càng đông đúc phức tạp, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng cho những hành trình xanh.